Hey, hello, xin chào các bạn. Chào mừng toàn thể tất cả các bạn đã quay lại với channel của mình. Mình là nhóc VT giờ kê thì lời đầu tiên để cho mình gửi đến toàn thể tất cả các bạn một lời chào trân trọng nhất. Chúc toàn thể anh em có một ngày mới thật sự vui vẻ rồi anh em ơi. Quẩy hết mình và chơi thật nhiệt tình anh em nhé. Đấy anh em có thể thấy không? Đấy, anh em có thể thấy không? Hôm nay mình <laughs> sẽ làm cái con ba bi này. Ủa con ba bi này hai đầu luôn này anh em ơi. Anh em có thể nhìn, ôi nó đi ra mất rồi. Đấy, anh em có thể nhìn thấy cái cảnh lúc kia con ba bi hai đầu không? Về phết anh em nhỉ rồi thì hôm nay mình sẽ làm cái sự kiện thì chúng ta cũng có thể thấy là hôm kia mình cũng làm bi rồi đúng không anh em mấy hôm nay thì mình làm ba baby rất nhiều rồi đứa trẻ băng giá nhưng mà hôm nay thật sự nó mới là băng giá đây này hôm nay thật sự nó mới là đứa trẻ băng giá thật sự anh em ạ đấy anh em có thể thấy không vâng 11 bình băng chưa tính đến những hai bình băng hội nữa là 13 bình băng nói thật với anh em đóng băng thành kỷ băng hà luôn đấy chơi cho phát là, là băng phát từ đầu bản đồ đến cuối là bản đồ luôn, 11 bình b... bình băng, Ít thôi <laughs> Chém gió quá anh em nhỉ, phải đánh 5, 5 ăn 6 ăn 7 Thì nói thật với anh em là thả cũng không biết đường đâu mà thả nữa nhưng mà thôi, đây là 12 đấy đúng không anh em, rồi ok, thì uh, baby của mình thì uh, baby mắc rồi, baby level 6, Anh em cũng có thể thấy rằng là đã mắc sát thương 125 khi mà nhân đôi lên thì 125 nhân uh... 125 là nhân 2 thì tức là rơi vào 250 đúng không anh em Rồi ok thì đấy là khi em ấy lộ một mình còn khi em bình thường thì hai em đứng sát nhau thì vẫn là như thế thôi 125 anh em cũng có thể thấy rằng là cái em baby này lưỡi chuyển sang kiểu màu độc rồi rồi anh em nhỉ màu xanh rồi đấy thì mình cũng không lòng vòng và quá dài dòng nữa hôm nay thì mình sẽ đi làm chinh phục cái em baby là anh em nhé Ờ... À cho đánh ba bi với lại à à đây rồi cho phù thủy bay. Đúng theo chất theo kiểu là đứa trẻ băng giá, ánh à, toàn băng luôn. Nhưng mà nói thật với anh em là khi mà anh em đi chơi cái con này anh em đánh chay ấy thì anh em cũng uh, mang đi một là mình băng này, à một mình băng này, hai là bình uh, hồi máu này, ba là bình uh, nhân bản thôi. Còn thật ra nếu mà anh em mang bình lộ đi thì mình cảm thấy uh, cái những cái con này khi các bạn thả hết một loạt thì các bạn lém con lộ thì còn ok còn khi các bạn cứ thả con một con một cách xa nhau thì nói thật với anh em là nó lộ sẵn lên rồi thì cũng không cần cho lắm rồi ok quẩy luôn con nhà này à, mình cũng sẽ không đi tìm nhiều nói thật với anh em là mình mình uh, trên này thì tìm rất lâu nên chính bởi vậy là thôi à, ra nhà nào là chúng ta quẩy con nhà đấy đúng không anh em một khi chúng ta đã máu lên rồi chơi tới tầm luôn rồi đây à, tới tầm vừa thôi chứ tới tầm quá thì nói thật với anh em là Uh, hỏng con nhà bà bà bỏng đúng không anh em đấy bà vào đây đấy nó cứ phải từ từ đúng không anh em rồi có con xe bò mà rồi xe bò đấy ơi giời xe ơi ê, ơi ơi, ơi, ơi ơi sao lại Ê, ê, ui giời ơi, ui giời ơi, bắn mạnh thế, yeah, ai à, bắn mạnh thế hey, nhà rồi rồi, cho em Queen vào đây đấy, Anh em cũng có thể thấy rằng là, rồi, đấy, con xe bò đấy, anh em thấy không, ui giời, ok à, à mình có băng mà ơi mình có băng mà đúng không anh em rồi mình có băng mà rồi đấy mình có băng mà ui sồi băng quá như đúng không anh gồng luôn như chứ, đấy anh em thấy không ui sồi băng là, là là tới con nhà bà tấp luôn đấy là mình có băng mà đúng không anh em rồi chơi luôn chơi luôn đấy ui trời đoạn kia thả hơi rít rồi Ở, thôi cũng được không 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 có cái gì nó 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 cả buồn chán cả đúng không anh em rồi, ui rồi em Queen này gồng lên phát nữa này. Đấy, chơi chưa? Rồi, còn 20 em này ạ. À? Ui giời ơi, 20 em này còn nhiều bình bằng lắm nhỉ. Đấy, ai à, dạ, 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 ai mấy chú này định bắn anh. Ai dạ, ôi vẫn chưa đả được uh, một sao á. À? Ui giời ơi, nói thật với anh em là một sao kiếm nhà này khó đấy nhỉ. Ôi giời. Chơi nào, chơi nào. Đấy, ấy, ấy, băng nhà mình có mà đúng không anh em? Ui rồi ơi. Ôi trời lém mà lại còn lém lỗi đấy chứ. Lém con ba bi mà lại lại lém luôn cái bình bằng xuống kia. đi bằng cái thông nói thật với anh em. Đi đi bằng cái thông thì buồn quá anh em có công nhận mình điều đấy không? Ui giời bằng cái thông thì nói thật với anh em ạ. À. Thôi bây giờ đi bắt con nhà chính thôi anh em nhá. Còn sáu à, 6 7 con nữa thì thôi tí nữa mình bắt lốt con nhà chính là ok. Rồi đấy. Anh em có thể thấy thôi. rồi. Rồi ăn được cái egger này không cái mỏ chim này không ồ cô đấy chắc chắn phải ăn được rồi ôi giời ôi cái đứa kìa buồn thế ơi giời ơi đi lạc đàn nhau thế ơi ơi mấy chú này thích đi kiểu linh tinh thế ơi 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 nó bắn cho kìa ui ơi nó bắn cho kìa thôi rồi lượng ơi đúng không anh ạ ui có tám em rồi á ui rồi ơi mấy chú này đi kiểu này đi thôi hỏng 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 hết bánh kẹo rồi bảo nó ăn cái mỏ chim ấy mà nó, nó ăn không ăn nổi ui ui, dồi, ui, dồi, ui, dồi, ui dồi, anh em có thể thấy rằng là cái mức độ tàn phá ê ê ê ê thả vào cái nhà chính mà ui rồi ôi thôi 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 quảng ngò anh em ơi mình mình thả vào cái con nhà chính cơ nói thật với anh em nó là như thế rồi ôi chạy linh tinh con nhà bà trưởng ơ à, chưa một sao nó cuối cùng nó là một sao đúng không anh em ơi ê ê ê ê cái ông nhà chính này bắn khỏe thế nhở ê ông nhà chính này bắn khỏe quá nhở rồi, nói thật đấy, anh em là hơi tiếc một chút là không ăn được hai sao thôi Nhưng mà chiến thuật đó là cũng được, không sao cả Được tí gọi là dầu vàng xíu, thôi được rồi Đi vài 55% Nó chỉ thế thôi anh em ạ đôi, Nói thật đấy, anh em là buồn ghê đấy Ôi thì chết là quên công ấn à, cường hóa rồi Rồi à, anh em đợi xíu nhá uhm, Băng ba bi Xin tí quân nội đi chơi cho nó máu rồi còn uh, video sau ở đây trong lúc uh, gọi là uh, chờ đợi một xíu thì video sau thì anh em cũng có thể vẫn là ba bi đúng không anh em uh, và chúng ta sẽ thêm những cái bình nhân bản. Đấy anh em thấy phê không nhưng mà đấy là video sau anh em nhé còn bây giờ thì uh, chúng ta lại tiếp tục đến với cái video tiếp theo đó chính là cái video uh, ba bi với lại cái bình uh, ba bi với bình băng anh em ơi uh, rồi 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 ok 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 tí thì mình sẽ làm quân sau, rồi tí nữa thì uh, xong thì mình sẽ làm quân. Rồi anh em cho quân cho nhỉ? Úi giời, ôi mới được một bình băng thôi, không có. Uh... rồi được rồi, ba hai được không anh Tuấn? Uh... gì cũng uh, được anh em. Đấy. rồi bây giờ thì nói thật với anh em là quân hội không có thôi là gì cũng được anh em nhá. Chứ để anh em mà bây giờ bắt anh em sản xuất cho mấy con con baby thì rất lâu. Rồi cảm ơn uh, Kakashi, Tiểu Long 2. Úi ơi, Tiểu Long 2, Tiểu Long đỏ đỏ chết thế này làm sao mà vã nổi Úi bé thì cảm giác cái bé hơn cái em uh, Tiểu Long này đúng không anh em? Úi Ôi ạ. ạ mấy con con Tiểu Long này thấy phê phết anh em ạ. Ok thì bến với trận thi đấu thứ hai luôn anh em nhá. Rồi, để mình uh, sẽ sẽ quân một xíu là. Ok, ok, ok. Rồi man gì Ủa, Ôi sao mà lâu thế Cường hóa lên rồi mà sao Cái đồng hồ để cảm giác như nó, nó ngừng trôi Sao anh em nhỉ Ui rồi ôi 33 game kìa Để mình uh, thử ấn 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 nút uh, Đâu 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 đây, đi, đi vào trong đây xem nào Quân đội Đây và trong đây thì uh, nó vẫn ẩn thị uh, giờ, giờ chuẩn các bạn nhé còn uh, 4 phút là uh, 50 giây nữa thì sẽ xong cái con uh, kinh này 6 phút 16 giây nữa thì sẽ xong cái con Queen này 7 phút 42 giây nữa thì sẽ xong con đại quản giáo này Nhưng mà bắt anh em nói thật với anh em mà bắt anh em chờ đợi đến 7 phút ý thì nói thật với anh em là chắc anh em đá cho mình trận mất thôi nên anh em yên tâm mình sẽ đầu tư hết mình với anh em rồi ok quẩy luôn à, để cho em kinh khi nào về chế độ xanh xanh một xíu anh em nhá à, mình quên mất lúc kia trước khi đi đánh mình à, mình ấn cường hóa thì nó sẽ nhanh hơn nhưng mà mình quên mất đấy rồi ok mình sẽ đầu tư với anh em luôn này đấy ui dồi ôi xót sọt sọt anh em ạ à. ui rồi ôi sọt quá đi thôi ui rồi ôi làm phát hết gần trăm game của tôi rồi đâu ừ, chơi luôn đấy anh em à, yêu quý mình thì à, thấy thấy những cái, cái, cái gọi là cái sự vất vả của mình anh em like xe và những đăng ký kênh của mình anh em nhé ok à, anh em nào mà thích cái ý tưởng nào ấy thì các bạn có thể comment bên dưới giúp mình à, mình sẽ cố gắng thực hiện Đợt này thì ba bi với lại Pekka uh, PK đang rất rẻ thôi Nên chính bởi vậy uh, hiện tại đợt này mình đang chơi cái con này nhiều Rồi trận này thì nói thật với anh em là uh, Chơi tới tầm với đối thủ luôn anh em nhé Không cần phải xoắn xoẩy gì, gì cả là chơi luôn này Chơi luôn này Chơi luôn này Chơi luôn này Đấy anh em thấy Một khi mình đã chơi rồi ấy chơi luôn Chơi luôn Chơi luôn Đấy băng luôn Ui dồi ôi lém mình bằng chậm, bằng chậm quá anh em ạ băng luôn ui rồi lém bình băng gọi là phí quá còn một em babi để dành anh em nhá ui giời tiếp tục bình băng nữa là ui giời còn cái gì nữa ạ ui giời ui giời ơi quân hội quân hội kìa anh em ơi quân hội à chơi luôn rồi ra đây quân hội ra đây ra đây quân hội ra đây gồng kinh lên luôn này anh em lại chơi luôn chơi luôn chơi luôn ôi, anh em một khi ấy rồi đứng hình luôn này đấy đây anh em thấy không một khi mình đã máu lên gọi là đứng hết cả hình luôn đấy băng luôn cả ui giỏi ơi quân hội cũng bị băng kìa anh em ơi anh em thấy phê chưa anh em anh em thấy có thấy phê không ui rồi phê không ui rồi ôi anh em ơi anh phê quá như anh em nhỉ phê quá ui rồi rồi tiếp tục cho lốt cái bình băng này vào đây này đấy anh em thấy không rồi, 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 rồi. còn một con bi này thì cho vào đây. Rồi, ui rồi, nói thật với anh em lém băng mỏi tay quá. Lém từ vừa lễ đến giờ rồi mỏi hết cả tay rồi. Ui rồi, rồi. Rồi, ui dồi, rồi, em Queen ra đi rồi. Rồi, ngon. Ui còn một bình băng cuối cùng. Thơm thế này. Ui rồi, thôi hết rồi, hết đồ chơi rồi bằng lốt cái tháp cùng này lại này đấy đấy là còn trận này mình còn thiếu mất một bình băng hội anh em nhá thấy có vẻ là nhà này yếu thôi là bắt lạt chém gió được đúng không anh em ui giỏi rồi cái con nhà khác thì nói thật anh em chém gió vào đâu chém vào đâu đúng không ui giỏi ôi giời ơi, ăn ngay quả bom đen xì vào mặt thế kia nói chuyện cái gì ơ ui ra thổi xa đấy ạ à? À, ơi rồi 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 ông đại quản giáo này bắn thêm được tí nào hay tí đấy nói thật anh em là như thế rồi À, mùa này thì mình không bay cúp Nhưng mùa sau thì chắc mình bay cúp lên huyền thoại chơi tí Đấy Đã còn giá thôi à, Chắc chắn là nó cũng không đi vào sâu được nữa rồi Ok thì uh, Hôm nay có lẽ là, là cái video của mình kết thúc tại đây Hôm nay uh, chơi đúng theo kiểu Phong cách Đó chính là phong cách đứa trẻ băng giá rồi đấy anh em ạ Hôm nay anh em thấy gọi là băng giá nó như thế nào rồi đấy Rồi à, thì uh, Hẹn tất cả các bạn vào những cái video sau nhé. Giờ thì uh, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn